những chị nào mà mình đang có nhu cầu là làm trắng sáng răng tẩy ố để có một cái diện mạo xinh tươi nhất, mọi người nên xài cái này trước. Cái này nó sẽ là cái mà giúp cho mọi người gọi là tẩy bay những cái vết ố và đồng thời là nâng tông răng của mình lên rõ rệt, như là mình đi nha sĩ và làm các cái liệu trình chuyên dụng mà tốn kém 5-7 triệu, thì mọi người có hoàn toàn có thể làm tại nhà, vừa tiết kiệm tiền hơn là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình chủ động được thời gian, bởi vì đôi khi á là không phải là chuyện tiền bạc, mà đôi khi là nó là bởi việc là mình không có thời gian để mà đi đến nha sĩ và làm quá nhiều lần, hoặc là mình không có chịu được những cái e-boost do những cái rung động quá mạnh từ những cái loại máy chuyên dụng từ nha sĩ, thì làm cái này tại nhà nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều và nó giảm đau boost hẳn so với việc là mình làm tại nha sĩ luôn. Thì nó sẽ gồm có tới tận 40 miếng, tức là mỗi một lần mình sử dụng là sẽ làm một cái miếng dán cho hàm trên và một cái miếng cho hàm dưới, và mình sẽ để cái miếng dán đấy ở trên ở trong cái miệng của mình khoảng 45 phút, sau đó thì mình sẽ súc miệng đi. Thì mình làm liên tục như vậy 20 ngày là hết một cái bộ như này nha, nâng tông lên rất là nhiều. Đặc biệt là những ai mà răng của mình càng xỉn màu, càng ố màu do cà phê, thuốc lá các thứ, thì mọi người càng thấy là cái độ nâng tông nó càng bật rõ rệt. Còn cái kem đánh răng này á, nó là cái kem đánh răng loại làm trắng sáng cùng bộ. Thì sau khi mọi người xài cái miếng dán này xong rồi, thì mọi người có thể duy trì cái này, dùng kem đánh răng loại này mỗi ngày để mình duy trì cái kết quả đó nha mọi người. Thì như em thấy á, là khi mà mọi người làm một cái xét liệu trình như thế này và mình duy trì xài kem đánh răng trắng sáng, thì mọi người có thể duy trì được kết quả này ít nhất là 2 năm, hơn 2-3 năm gì đó, sau đó mình mới cần làm lại ha mọi người. Nó sẽ giúp cho cái răng của mình nó trắng sáng và nó giữ được cái kết quả đó rất là lâu.